Vào những ngày cuối năm, Sài Gòn bắt đầu se se lạnh, mọi người biết ăn cái gì là bá cháy bồ chén nhất không? Đó chính là cùng nhau ăn một cái lẩu cá, quay quần ngồi bên nhau trò chuyện, chia sẻ những gì thành công vui buồn trong một năm qua mình cùng nhau làm được. Để tìm một quán lẩu cá mà vừa ý bụng mở thực sự vẫn chưa tìm được nha. Cái rồi con bạn chỉ một chỗ bán lẩu về giá 199k mà có cá bơ, nồi đầu cá hồi, vây lưng cá hồi, cá lưỡi trâu, rồi thấy cái giá rẻ vậy mà thêm 3-4 loại cá, thêm phần nước lẩu nữa, thực sự không có đặt niềm tin nhiều vào cái quán lẩu này nha. Nghĩ là chắc cá ít lắm, thậm chí em còn order thêm bò viên ăn kèm mà mấy bác hiểu rồi chứ gì. Trời ơi, khi mà giao hết hồn luôn các bác. Cá thì quá trời luôn, thật sự hai người ăn không hết nổi luôn. Cá hồi thì bao tươi và bao béo luôn, khi ship về mình nấu lên rồi mới thịt cá nó còn đỏ ươm còn hồng như vậy nè. Cá bơ nữa nha thì thịt bao chắc luôn, cứ ăn tới đâu mình vẽ ra là nó là từng tảng. Còn bé cá lưỡi trâu lần đầu mở được ăn nha mà nó dậy mùi kinh khủng luôn, ăn tới đâu là chỉ muốn gấp thêm tới đó. Còn nước lẩu thì nấu bao nhanh gọn lẹ luôn, khi giao là có một cái gói sốt mà mình cứ hòa vào nước mình nấu sôi lên trong vòng 15 phút là ăn được liền. Một cái nồi lẩu lẹ lè nhanh chóng thơm ngon vừa ý, chỉ có điều là rau với lại bún hay mì gói thì các bạn phải chuẩn bị, nhưng mà thật sự đáng đồng tiền với giá này nha các bác.